ai trong gia đình đều hiểu được. Tôi đã ở với bạn trai được vài năm. Bây giờ chúng tôi đã xảy ra mâu thuẫn và chia tay. Có phải tất cả đàn ông đều như vậy không? Tôi đã làm việc chăm chỉ để giúp anh ta chăm sóc người cha đang bệnh nặng. Xong công việc vào ban ngày, tôi còn phải nấu ăn và giặt quần áo cho anh ấy vào buổi tối. Giờ đã anh ấy bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn. Tôi thực sự rất đau khổ. Bây giờ tôi sẽ công bố thông tin về người bạn trai này. Chị em nhớ bảo vệ mình khỏi người đàn ông này nhé. Người phụ nữ này thật độc ác, không ngờ bị tôi phát hiện ngoại tình, mà giờ còn quay lại cắn tôi. Đây có phải là bạn gái cũ của cậu không? Đúng rồi, vụ này cần giải quyết nhanh lên. Cô Tần mà phát hiện ra chắc sẽ không tin tưởng cậu nữa. Cậu có thể phải thu dọn đồ đạc và rời đi, và sẽ không còn công việc này nữa. Ăn một tháng đã tốn mấy chục nghìn, tôi sẽ phải làm gì chứ? Lúc này Vân Vân đang nằm trên giường ở nhà, xem video vừa đăng tải một cách tự hào. Thấy nhiều lời bình luận, cô ta bật cười tự mãn. Để xem lần này anh sẽ xử lý như nào. Nếu anh khôn ngoan thì nên đến và cầu xin tôi. Kẻ cặn bã Vân Vân có ở nhà không? Vân Vân, trước đây tôi đã rất yêu cô, cung cấp cho cô những điều tốt nhất. Cô từng là người mà tôi không thể đánh mất được, thậm chí sẵn sàng hy sinh bản thân làm bất cứ điều gì. Có thể nói tôi đã thấy thật đáng tiếc. Được rồi, ý của cô là gì khi nói tôi là kẻ đá đít cô? Rõ ràng chính cô là người không chung thủy trong tình yêu. Được rồi, người phụ nữ nào chẳng phạm những sai lầm nhỏ. Tôi không thể thích người khác nếu tôi thích anh sao? Là một người đàn ông, sao anh không thể hào phóng hơn? Sao trông anh không ra dáng một người đàn ông chứ? Thật là muốn làm tôi tức chết đây mà. Làm ơn hãy tống tôi vào tù đi để thoát khỏi con đàn bà điên khùng này đi. Sau tất cả, giữa chúng ta vẫn có tình yêu đích thực. Tôi cũng không muốn mọi chuyện đi đến mức này. Tôi sẽ xóa video đó, nhưng ngày mai tôi và anh sẽ cùng lên phường. Sau khi đăng ký kết hôn, tôi sẽ nghỉ việc và anh phải cho tôi 100.000 tiền tiêu vặt mỗi tháng. Còn lại thì anh làm gì tùy ý. Tại sao cô lại có thể mặt dày như vậy? Cô đã xúc phạm tôi, mà giờ còn muốn lấy tiền của tôi sao? Cô đâu phải là người phụ nữ duy nhất trên thế giới này. Nếu tôi là người phụ nữ duy nhất trên thế giới, thì chắc anh đã phải quỳ gối cầu xin tôi. Đúng là thật vô nghĩa. Nếu tôi không phải còn chăm sóc bố, tôi đã đấm người đàn bà chết tiệt này. Tệ nhất là tất cả sẽ chết cùng nhau. Việc chúng ta quay lại với nhau là điều không thể. Trừ khi tôi mất trí. Mê mông, không quay lại với nhau cũng không sao. Anh phải đồng ý với tôi một vài điều kiện. Những điều kiện nào? Trước tiên hãy chuyển ngay cho tôi 5 triệu. Chết tiệt, tôi không thể tùy ý lấy ra 5 triệu. Hơn nữa tôi đang đi khắp nơi tìm tiền để chữa bệnh cho bố. Ngoài ra, cô ta là ai chứ? Thứ hai, biệt thự anh đang ở khu biệt thự Vân Hòa. Phải sang tên cho tôi. Thứ ba, vì ngày đó anh đã chia tay tôi, nên đã ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Kết quả là tôi đã đi làm muộn vào ngày hôm sau, rồi đã bị đuổi việc trước khi tôi tìm được công việc mới. Anh phải trả cho tôi 100.000 chi phí sinh hoạt mỗi tháng. Khu biệt thự Vân Hòa. Ý cô là gì? Sao tôi lại có biệt thự ở đó? Ha? Vẫn muốn giấu tôi à? Rõ ràng đây này. Bộ Phàm lắc đầu thất vọng. Cô đã hiểu lầm rồi. Biệt thự này không phải của tôi, mà là được công ty giao cho. Tôi chỉ có thể sống ở đó trong nhiệm kỳ của mình. Tôi không tin. Công ty nào lại cho nhân viên ở biệt thự chục triệu? Hãy quyết định đi không sẽ không yên với tôi. Căn biệt thự đó thực sự không phải của tôi. Cô sẽ biết nếu tới đó. Mê mơ, có thể anh ta đang nói sự thật. Nhưng biệt thự có thuộc về anh ta hay không không quan trọng. Điều quan trọng là sau khi mình chuyển đến, mình sẽ có thể khoe trước mặt chị em. Ha ha ha, vậy thôi. Tôi sẽ chuyển đến đó trước. Anh tự mình tìm một nơi khác để ở đi. Tôi cũng không muốn 5 triệu đó nữa. Chỉ cần cho tôi 100.000 nhân dân tệ một tháng. Hãy nói cho tôi biết làm thế nào để thoát khỏi con người vô liêm sỉ như cô chứ. Tôi đã hứa với cô điều gì chưa? Tại sao lại không biết xấu hổ vậy chứ?